Kinh doanh đồ uống được mệnh danh là ngành đem lại lợi nhuận khủng. Thậm chí ngành này còn được gắn mác là một vốn bốn lời. Tôi xin thề, đây là điều hoàn toàn chính xác. Nếu đi đúng bài bản và chiến lược, với một vốn bạn bỏ ra, số lời không chỉ dừng ở mức 4 lần mà còn cao hơn thế rất nhiều. Nhưng hãy quay lại thực tế các cửa hàng cà phê hiện nay, 50% cửa hàng cà phê phá sản hoặc sang nhượng chỉ trong vòng 1 năm đầu mở quán. Tại sao vậy? Trước khi giải đáp câu hỏi này, tôi muốn cùng các bạn phân tích các nguồn thu lợi nhuận và các nguồn chi của cửa hàng cà phê hàng tháng. Tại nguồn chi, chúng ta có tiền mặt bằng, tiền thuê nhân sự, tiền quảng cáo, tiền khắc phục sự cố, tiền điện nước, tiền thuế và còn rất nhiều khoản là mặt khác. Thế còn nguồn thu, chúng ta chỉ thu lời về từ tiền bán đồ uống mà thôi. Nghĩa là nguồn thu duy nhất chúng ta mang về là lãi từng cốc đồ uống sau khi trừ đi giá cốt nguyên liệu làm ra đi đồ uống đó. Vậy mà đến gần như tất cả các cửa hàng hiện nay đều bán đồ uống có giá cốt chiếm tới 60-70% giá bán. Còn lại là 30-40% lãi. Liệu có khả năng chi trả cho hàng tá nguồn chi bên này hay không? Có lẽ bạn đã hiểu vì sao có đến 50% cửa hàng cà phê phá sản hoặc sang nhượng ngay năm đầu tiên kinh doanh. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đó chính là giảm cốt đồ uống xuống còn 30% so với giá bán. Thương hiệu pha chế online được ra đời để giải quyết nỗi đau cho các chủ cửa hàng có giá cốt đồ uống cao hơn 30%. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là pha chế online, nơi các bạn được học những công thức đồ uống, cốt thấp và lãi cao. Không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn là người đã có cửa hàng nhưng muốn tăng lợi nhuận nhiều hơn nữa, khóa học này là dành cho bạn. Nếu bạn là người có mong muốn mở quán để kinh doanh, pha chế online sẽ giúp bạn tạo nên menu đồ uống hiệu quả nhất. Đây là hai đối tượng sẽ sử dụng được hết kiến thức mà pha chế online đem lại. Nhưng nếu bạn có sở thích đơn giản là pha đồ uống tại nhà, pha chế online vẫn đáp ứng được nhu cầu của bạn, vì mọi thao tác pha chế đều được tôi đơn giản hóa tới mức tối đa. Bạn sẽ phải thốt lên, không ngờ pha chế lại dễ đến vậy. Nãy giờ tôi đã nói quá nhiều điểm mạnh của pha chế online. Giờ tôi muốn đề cập tới điểm yếu của khóa học pha chế trực tuyến online là gì. Thứ nhất, việc thanh toán khá khó khăn. Nếu như bạn không tin tưởng tôi, thì việc thanh toán tiền khóa học trở thành nỗi ác mộng. Thứ hai, bạn sẽ mất 1 đến 2 ngày để nhận được bộ dụng cụ và nguyên liệu đi kèm. Nghĩa là bạn không thể thực hành ngay lập tức sau khi mua khóa học xong. Thứ ba, bạn học online thì không có người giảng viên nào đứng cạnh bạn và thúc giục bạn làm đồ đâu. Vậy nên hãy cắt khe bản thân để cửa hàng bạn thành công. Đó là ba khó khăn mà bạn sẽ gặp phải. Vậy nên hãy giải quyết thật nhanh, vì tôi sẽ đồng hành cùng với bạn sau khi bạn học xong. Chắc chắn rồi, tôi có group kín Facebook để giải quyết những vướng mắc của học viên đã từng học tại pha chế online. Và khi thị trường đồ uống có biến đổi, học viên của pha chế online là người đầu tiên tôi thông báo tới. Chăm nghe không bằng một thấy, hãy cùng tôi xem dáng vẻ của đồ uống và một vài thông tin quan trọng đi kèm nhé.